cái hôm đi tiệc cái bạn phục vụ anh kêu á là anh uống cái gì, ông quay qua mình nó kêu mình cô ơi uống cái gì, cô ơi uống cái gì. Da trùng chảy xệ, rãnh mũi má hằn sâu trông già hơn tuổi khiến chị Quyên 52 tuổi không tự tin xuất hiện cùng chồng. Liệu công nghệ tại BB Thanh Mai có giúp chị phục hồi khuyết điểm, tự tin trở lại? Đây là nửa mặt bên này là mình vừa mới làm xong này. Nên chị nhìn thấy sự khác biệt hoàn toàn rồi. Da mặt bên này thì đã được líp lên, thấy rõ này. Cái nếp nhăn rãnh mũi má đi, đã được cải thiện nhiều nha. Nhiều lắm luôn đó. Da mặt này là mình săn chắc hơn, đàn hồi hơn á. Em khác biệt quá trời luôn. Mình thấy nó cũng căng căng luôn á. Đúng rồi, nó phải líp lên này. Líp lên hẳn luôn. Và như này mình nhìn thấy sau khi mình làm xong nửa mặt á, thì nửa mặt bên này với nửa mặt bên này, đó, bên này nó cảm giác nó chảy xệ hơn. Thấy nãy đó, bên này nó hơi cảm giác nó được tăng lên nhiều á, đổ nó giống như méo mặt luôn á, méo mặt nó bị không cân luôn á, tại vì bên đây nó líp lên cao quá. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn BB đã giúp cho Quyên được một cái gương mặt mà cái sắc là bị hiện tại luôn á. Mà chị hài lòng đứng rồi. Mà đây là mới cũng được có 15% 20% thôi đó. Bác chị Mai biết là lúc trước Quyên rất là sợ, Quyên nghe tới thẩm mỹ Quyên sợ lắm, đúng rồi, sợ là can thiệp cho kéo này nọ mà cái này mình không có xâm lấn nên thành ra Quyên với lại Quyên rất là tin tưởng ở BB. Hiệu quả chỉ được 10-15% là sau khi làm xong, ngay sau khi làm xong, và sau từ 3-6 tháng thì mình sẽ thấy cái hiệu quả nó tối ưu hóa hơn rất nhiều. Và nó còn càng ngày nó càng đẹp nữa. Mà đây là chị đã thấy nó méo mặt hẳn rồi đó, mà mới chỉ có 10-15% thôi, thấy nó sáng hơn, mà sáng nó căng hơn. Chứ còn nếu mà chị chịu khó chờ đợi khoảng 3 tháng đến 6 tháng như bác sĩ chia sẻ là sẽ còn mặt còn đẹp nữa. Coi như là về ông xã nhìn không ra luôn đó. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chị Mai. Cảm ơn bác sĩ. Ưu đãi sốc giảm 70%. Để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai, tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của sao Việt và các doanh nhân chính khách.